Thơm đấy. Ôi, cháy vào đây ngon này. Ôi. Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình sẽ bắt đầu làm món gà đắp đất nướng. Và bây giờ đang trong quá trình đi kiếm đất và lá sen để bọc vào. Ở đây có một hồ sen để cho mình hái. Để nướng gà thì cần đất sét luôn này, lá sen bọc này. Để chuẩn bị cho tối nướng thì sẽ là cần gạch này, xếp bếp này, củi này, cái củi khô này, đấy, lá sen. Đất sét lấy về thì nhào nhuyễn này. Mày vào trong kia mày bà xem cho. Lấy củi gà thôi. Đâm thủng cho ngấm vào thịt này. Đang được nhân lỗ sát gừng này, lỗ tung trời ạ. Nhưng hôm nay phải kê nhà. Có cái giấy bạc chú để trong cái hơi to. Xong cuốn giấy bạc xong mới bọc đất nhỉ chứ nhỉ. Đây, sau khi bọc lá sen xong là cuốn giấy bạc này, chắc này. Bục.
nhóm lửa chuẩn bị ấy. Đóng cửa kia vào chút. Mẹ đóng cửa rồi. Và cô Hải khép vào đấy. Chưa. Đây. Sau khi nhóm thì bắt đầu cho củi vào. Bắt đầu cho gà vào nướng. Giờ thì cứ nướng này chắc là xoay xoay tầm tiếng nhỉ, cứ xoay lật các mặt. Không phải xoay luôn. Vâng. À, để củi lên trên cho cháy tiếp. Tự người có than. Vâng, đặt thêm củi trên nóng. Chờ cháy củi trên nữa, con xem này. Thế thôi bác, mua gì nữa? À, không. Dưa chuột hình như trong kia em thấy có cái gì mà. Đây, sau 1 tiếng rưỡi nướng, hiện tại đang ủ để cho nó chín hơn hẳn nữa. Thì chắc tí nữa sẽ có thành quả chính thức. Thơm đấy. Ôi, cháy vào đây ngon này. Ôi. Đăng lên Facebook để người ta tự tận hưởng. Hơi cháy. Ngon. Công nhận nhưng mà ngon. Wow. Thịt kìa. Thịt của ấy nè. Ủa. Đĩa này làm sao nhỏ. Mang cái đĩa nhỏ hết mang chồng quán ra bắt mang vào. Mang cái đĩa này này. Đĩa này. To hẳn. To lại lấy cái to hẳn đấy. Đĩa này to nhất ở đây rồi. To nhất đây. Thơm thế nhỉ? Thơm. Dã man. Thơm dã man con Nga. Ăn là xe ăn được. Không cần phải bóc kỹ đâu. Đặt là xé thôi. Đó, mic.
Khế nhìn ngon không? Vâng. Khế nhìn ngon không? Chiến hết. Nhìn thành quả quá ngon luôn. Nhìn quá ngon rồi. Nhờ hết rồi. Và nhà nóng định nhá. Nhà nào? Ở trong làng. Quá ngon luôn.